Hello, cùng tới trang trí dép Crocs nào mọi người. Mấy em vòng tròn này đẹp không nè? Giờ đổi màu nhé. Dép của tụi mình sẽ siêu sặc sỡ cho xem. Đẹp quá, giờ đến công đoạn vui nhất rồi nè. Tuyệt, nhìn màu xinh xỉu chưa kìa. Mình phải chuốt mascara thật kỹ nè. Wow. Ava, hù được nhá. Ava, chị đang trang điểm mà. Chị quá đáng quá à. Trời ạ, con bé lẩm lố ghê. Giờ mình phải sửa lại mất rồi. Mình sẽ tẩy mascara khỏi mí và chuốt lại từ đầu. Lén lút là lén lút nè. Ava, em mới ném quả bóng vào chị đó hả? Đâu, không phải em. Ava, nè, cho em đấy. Có lẽ cái này sẽ ngăn em không làm phiền chị nữa. Giờ ngồi xuống và ăn kẹo đi. Đừng làm phiền chị nữa. Ok. Vậy cũng được đó Tina. Chị muốn sao cũng được. Chị ấy đi rồi, mình sẽ phá bản trang điểm của chị ấy. Nhìn mình nè, mình là Tina, mình rất là xinh. Khoan, nhiều cọ lắm luôn ấy. Mình là Tina, mình sẽ đánh cọ trang điểm lên mặt. Ngứa quá. Achi. Không chơi cái này nữa đâu. Ôi, cái gì đây ta? Có cái ngăn kéo bé xíu nè. Ôi không, tay nắm ngăn kéo hỏng mất tiêu rồi nè. Nhanh nào, mình phải giấu đi trước khi chị quay lại. Ngồi lên đi. Ôi không, chị thế nào cũng phát hiện được mình làm hỏng cho xem. Chị ấy mà giận lên là sợ lắm. Thế nào cũng vặt cổ đồ chơi của mình. Không, đừng xé đầu búp bê mà. Em ấy không có lỗi đâu. Ha ha, được rồi nhé. Ai bảo làm hỏng đồ của chị mày trước làm gì. Không, mình phải làm gì đó. Mình không muốn búp bê bị vậy đâu. Khoan, mình có mấy cục Skittle chị cho nè. Mình biết phải làm gì rồi. Sửa mọi thứ xem nào. Mình sẽ dùng khuôn hình môi và cho Skittle vào. Giờ phải cẩn thận rót resin nè mọi người. Ok, resin đã cứng lại và có thể lấy khỏi khuôn rồi nha. Yay, môi kẹo này. Mình muốn hôn một phát quá. Và giờ mình bỏ ẻm vào chỗ tay nắm bị hư. Mình phải quay lại ghế ngồi thôi. Không thì Tina phát hiện ra mất. Ok, giờ trang điểm tiếp xem nào. Ủa, tủ kéo của mình sao có môi thế này? Hình như nó cũng giúp mình đóng mở được đó nha. Chả, vậy được rồi, mình sẽ bôi son tiếp. Cái gì? Son của mình bị sao á ta? Ôi không, mình cũng làm hỏng son của chị ấy nữa. Chạy mau nào. Ava. Chán như con rán. Chị ơi, cho em chơi với, để lượt em. Thôi thôi, hay là em... Đây, chơi với hộp phấn đi này. Dạ vâng. Phải kiếm cái gì để bôi lên mặt mình thôi. Đấy, như vậy thì thoa lên mặt được rồi. Ôi mẹ ơi, con bé làm hỏng hộp phấn của tôi rồi. Sao lại chán nữa rồi. Đến lượt em chơi. Đây, chơi với đồng hồ của chị đi gái. Mình sắp phá kỷ lục rồi nè. Thôi hy sinh để đổi chút bình yên cũng được. Mình phải tìm cái gì cho con bé chơi thôi. Bút 3D có cứu được mình không nhỉ? Chuẩn, mình có giải pháp rồi đây. Ok, mình vẽ một hình chuẩn chỉnh ở đây. Giờ thì tô vào trong. Phải làm thật nhanh trước khi con bé quay lại. Thêm một chút nữa thôi. Cứ tiếp tục vẽ chồng lên cho giống hình 3D. Vẽ đúng các đường ở đây nữa. Ok, ổn đấy. Giờ vẽ mấy đường ngoằn ngoèo ở trên cùng nữa. Bút 3D tạo kiểu đỉnh thật đấy. Xong, nhìn này, kéo vào và ra. Ổn rồi, thế là khỏi lo bị làm phiền nữa. Ôi không, con bé kìa, giấu tay cầm nhanh nào. Xin lỗi nha, chị làm mất tay cầm rồi. Ủa, làm sao mà mất được ạ? Chị kỳ bò quá đi. Phiu, hiệu quả, con bé phắn rồi. Giờ thì chỉ cần kéo cái tay cầm ra và chơi thôi. Chuẩn luôn, băng giang ngon hết sảy. Đâu rồi ta? Đâu rồi ta? Hay là ở dưới đống gối này? Cậu đang làm gì thế? Đừng có ném gối vào tớ nữa. Cho tớ xem dưới chân cậu. Chẳng ăn thua gì, tớ tìm khắp nơi rồi. Thế làm sao hả nàng? Tớ làm mất một bên khuyên tai rồi, chịu không tìm được. Chà, cái lá này trông cũng giống đấy. Chờ tớ một chút, tớ có thể giúp cậu đó. Bút 3D lại tới giải cứu nữa nè. Màu xanh đẹp quá đi. Trông nó lấp lánh kìa. Cả mặt sau của lá nữa. Tô theo lá thật cũng vui nghe đó. Xong, giờ thì kéo nó ra. Trông gần giống đồ trang sức rồi. Giờ thì gắn móc vào khuyên tai nè.
laptop sang bên kia nữa. Đeo được rồi này. Xem tớ có gì cho cậu nè. Đeo đi. Xinh ghê. Để tớ đeo thử xem sao. Trông ổn không? Xinh. Ui. Ôi trời đất, dễ thương quá. Trông giống hệt lá thật. Xinh thật đó. Chà, tốt rồi, cậu không phải lo lắng nữa nhé. Mình cần phải chắc chắn là mọi thứ đều hoàn hảo. Ok, đến nơi rồi, mình biết em ấy kiểu gì cũng thích món quà này. Mình sẽ lén tặng bất ngờ. Đoán xem ai nào. Là ai mới được nhỉ? Chắc chắn là một người. Jake, là anh. Chúc mừng sinh nhật. Và xem nè, tặng em một món quà nhé. Hồi hộp quá đi mất. Không biết là gì nhỉ? Chắc chắn em ấy sẽ thích cái thìa này. Ôi không, sao lại thế này được? Mình cần nhớ lại mọi chuyện sáng nay. Wow, cái dây chuyền này rất chi là tinh xảo. Chắc chắn em sẽ thích mê. Phải có mắt thẩm mỹ lắm mới chọn được món quà này. Mà khoan đã, mấy giờ rồi? Ôi thôi, trễ giờ mất, mình phải đi luôn thôi. Sao mình mất não vậy chứ? Hả? Wow, mình mạnh đến mức bẻ gãy đôi cái thìa luôn cơ á. Nhưng mà cũng sáng bóng đấy nhỉ. Để xem mình có thể làm gì nào. Ok, có cái kìm đây rồi. Mình sẽ bẻ tay cầm của cái thìa này. Thế này nè, mình chỉ cần cong một đường thôi. Và giờ thì thêm kim tuyến vì... Sao lại không chứ? Wow, là la. Được rồi này, và chờ nó khô là được. Wow, hết sảy con bà bệnh. Đẹp hơn mình tưởng luôn đấy. Ok, vậy là thoát được một bàn thua trông thấy. Hử? Em mới làm gì vậy? Em ngủ quên luôn rồi kìa. Nhưng mà vẫn cần món quà chứ. Đánh thức em dậy theo cách vui nhộn nào. Wow, mọi người đều ở đây cả sao? Nhìn này, tặng em sợi dây chuyền nè. Mong là em thích đó. Ôi trời ơi, cảm ơn anh nhiều. Đây là sinh nhật vui nhất từ trước đến giờ. Dù con sói có hàm răng sắc nhọn nhưng lại có trái tim ấm áp. Vì vậy công chúa vuốt lông của nó. Nó nằm xuống chân nàng. Và từ đó về sau, họ luôn luôn ở bên nhau. Ôi, con bé ngủ rồi. Đắp chăn cho bé cưng nào. Giờ thì nhẹ nhàng ra khỏi phòng thôi. Ôi không, lớn tiếng quá. Làm ơn đừng thức dậy. Ôi, con bé vẫn ngủ. Ôi sao mình làm gãy búp bê rồi. Nếu biết con bé sẽ buồn lắm. Trời ơi, phải làm sao bây giờ? Ồ, mình có cách rồi. Lại đây búp bê, sửa chữa một chút nào. Đừng làm ta thất vọng nhé búp 3D. Lần này nhất định phải có mày. Mình sẽ vẽ để tạo vảy cá xung quanh, giúp đôi nàng tên cá trông thật hơn. Và đến phần vây ở cuối này. Màu vàng khá là hợp với màu hồng đó chứ. Nhưng mình sẽ dùng nhiều màu cho thật sặc sỡ. Được rồi, hoàn thiện nốt cái vây nào. Một chút màu vàng ở trên nữa. Và xong. Búp bê dễ thương thực sự luôn. Chắc con bé sẽ thích búp bê này hơn nữa. Nói thật mình cũng khá tự hào với sự khéo tay này. Mình sẽ để đây để con bé thấy khi thức dậy. Ngủ ngon nha. Lại chuồn khỏi phòng thôi. Con sói muốn kem cherry. Sắp dọn xong phòng này rồi. Hả? Gì đây? Vụn bánh hả? Chào cưng, nhớ em không? Sao mi dám xuất hiện trước mặt ta hả? Xem đây. Món trà này ngon ghê. Mình cảm thấy rất ấm áp luôn. Đừng mà, Ava. Sao con không để lên miếng lót ly hả? Quá trời vòng nước đọng trên bàn gỗ kìa. Không. Ác mộng. Nhưng mình vẫn có thể ngăn chặn điều này. Dừng lại, Ava. Mẹ, sao mẹ làm thế ạ? Chà, mẹ đang lau dọn đấy. Mẹ không muốn con để lại nước trên bàn đâu. Thế nên giờ con phải cầm cốc một lát đó. Ok, mẹ có ý này. Đợi xíu nha, mẹ sẽ quay ngay lại. Mình có một lát cam khô này, nhìn xinh nhỉ. Và giờ mình sẽ dùng súng bắn keo để tạo một vòng tròn xung quanh. Đây sẽ là một khuôn cho keo resin. Mình sẽ đổ resin vào trong và lên trên miếng cam. Xong nhé, giờ để keo khô lại này. Tuyệt quá. Mình sơn rìa màu vàng luôn, để cái lót ly xinh xẻo hơn.
Con yêu, mẹ đã giải quyết được vấn đề này rồi. Nè, một cái lót ly á. Nhìn xinh lắm mẹ, để con uống nha mẹ. Giờ mình thử cái lót ly thôi. Wow, hiệu quả thật nè. Tạ ơn trời Phật. Mình thích bỏng ngô. Đây là món snack mặn ngon nhất. Chà, tránh vỏ dừa gặp vỏ dừa mà. Ôi, chào bạn Hiền. Sẵn sàng quẩy chưa nào? Ơ kìa. Ui, tớ xin lỗi nhá. Mà chờ chút, cháu trai mình có cái này nè. Chúng ta chỉ cần một cây súng bắn keo nóng và những màu sắc vui nhộn thôi. Bơm keo vào bao nhiêu lỗ tùy ý. Hoàn hảo. Và thế là ok con dê luôn. Chà, gần thôi. Cậu muốn đeo thử không? Được rồi nhá. Vừa bạn như in luôn. Tớ thích lắm, cảm ơn cậu. Đi thôi. Tụi mình ngã chổng vó và không đứng dậy được này. Sắp rửa xong đống bát đĩa này rồi. Ôi không, lại một cốc nữa. Riêng hả mẹ cái này luôn. Dạ vâng, thêm một cái thôi. Không hiểu sao cái cốc thôi mà bẩn thế. Ôi chết, tay mình. Ôi không, có vỡ không? Wow, may vẫn còn nguyên không sức mẹ gì. Không, vỡ tay cầm rồi. Mẹ thích nhất cái cốc này, mình toi rồi. Khoan, có lẽ mình sửa được. Còn chẳng cần keo vì mình đã có bút 3D. Chỉ cần phủ lên phần gãy, cùng màu nên sẽ khó mà thấy được. Và giờ mình sẽ phủ xuống tận bên dưới tay cầm. Dọc cái cạnh ấy, nhưng không cần nhiều quá đâu. Đó, xong một bên, sang bên kia nữa. Bên này cũng làm tương tự nha. Gần xong với bên này rồi, đẹp rồi nè. À mà nhớ phủ cả phần trên và dưới nữa nha. Tay cầm là phần quan trọng nhất của cái cốc đó. Vậy nên phải làm cho thật chắc chắn. Xong, còn rất dễ cầm nữa nè. Ôi, con rân nước cam cho mẹ nè. Hả, con tạo thêm hoa văn cho tay cầm đấy à? Có chuyện gì vậy hả? Không ạ. Chà, đúng là dễ cầm hơn hẳn. Cảm ơn bé con của mẹ. Mừng quá, không ngờ ổn đến vậy. Tớ thích tập trung vào tác phẩm nghệ thuật của mình. Ông này, em đang làm gì đấy nhóc? Không, đừng nhìn, em chưa vẽ xong. Hả, thôi nào, cho chị xem. Chị nghĩ là đẹp mà. Được rồi đây. Wow, hết được chấm luôn. Em chị giỏi quá ta. Nhưng mà chú em cũng giỏi bừa bãi lắm nha Jake. Đúng rồi, chờ chút, em có thể xử lý. Cứ ở yên nhé, em đã nghĩ ra cách rồi. Đầu tiên mình phải có bút chì này. Xong rồi, nhìn đứng dấn vui nhộn nè. Và giờ mình có thể gắn nhẫn vào nó. Chà, trông như một bông hoa ấy. Không ngờ lại đẹp được đến mức này. Ta-da, em làm nhẫn tặng chị nè. Trời ơi, tuyệt vời quá trời. Chị không ngờ là em làm được nó từ vỏ bút chì đấy. Chào cô. Lại một đứa mề trai. Dạ cháu gửi. Để xem ta có thể làm gì nhé. Ok. Cô thấy gì thế ạ? Lá bài. Ngầu quá. Không sao. Ok. Đừng lo, tinh cầu sẽ nói lên tất cả. Hỡi tình cầu, hãy cho ta biết ý nghĩa của tình yêu. Vậy là sao hả cô? Đúng là khủng khiếp mà. Thôi, cháu đi đây. Khoan, ta đã nhìn thấy một thứ. Chuẩn, đúng rồi. Lấy chút keo epoxy và đổ màu thực phẩm đỏ vào đó. Rồi khuấy thật đều lên. Đẹp quá ha. Rồi đổ hỗn hợp vào loại khuôn bạn thích. Và khi nó cứng, lấy nó ra nhé. Nhưng đến đó còn chưa xong đâu. Giờ ta mới có dây chuyền nè. Ngắm đi. Cháu thích lắm. Đẹp hết sể ạ. Anh ấy thích cháu ạ. Cảm ơn cô. Hạnh phúc nhé. Bye, đi thôi. Lại một ngày làm việc năng suất.
này, cầm lấy. Chờ đã, hôn anh đi. Em là tình yêu đích thực của anh đó. Được rồi, tụi mình bắt đầu bằng cách cho hết cọng mút vào khuôn thế này nhé. Đến lúc thêm keo resin rồi nè. Tụi mình cần đảm bảo rằng keo được đổ đều quanh khuôn á. Vậy là đủ rồi, giờ thêm M&M nào bà con ơi. Nhìn xinh xắn và sặc sỡ ghê. Rắc quanh khuôn luôn nhé. Và đến lúc đợi nó đông lại rồi. Ta-da, một cái khuôn kẹo ngọt siêu ngon lành nè. Ok, mình đã chuẩn bị tươm tất cho bữa tiệc Hy Lạp rồi. Vẫn hơi thiếu thiếu đồ trang sức nhở. Thôi, trẻ con quá. Ngôi sao à? Thôi, chẳng hợp gì cả. Chà, còn vòng cổ thì sao ta? Cũng không hợp luôn. Này, nhìn cậu xinh quá đi. Xem trang sức của tớ nè. Wow, sang chảnh quá ta. Còn tớ thì chỉ có cái đống này. Chẳng hợp với trang phục gì cả. Chà, tớ nghĩ ra cách giúp cậu rồi nè. Bút 3D tới giải cứu đây. Tớ sẽ dùng tượng chân dung Nefertiti làm mẫu. Ok, giờ thì vẽ theo hướng này nè. Đó, là một chiếc lá. Cứ tiếp tục vẽ sang lá tiếp theo thôi. Không ngờ lại đẹp thế này luôn á. Chuẩn không cần chỉnh, tớ vẽ xong lá cuối cùng rồi này. Thấy không, chúng mình có thể tự làm trang sức xinh xẻo mà. Cảm ơn cậu nhá, tớ ưng lắm luôn. Cậu nghĩ thế có được không Kỳ Lan ơi? Chà, mèo bánh kem, tớ nghĩ là rất tuyệt luôn đó. Tuyệt, thế thì mình ăn mừng bằng vài chiếc thơm Kỳ Lân nhá. Woo, tụi mình mở tiệc Kỳ Lân và mèo bánh kem thôi. Gì vậy? Anh ấy cho tụi mình xem gì kìa? Là ốp điện thoại độc nhất, hàng giới hạn có chủ đề Kỳ Lân đó nha. Là trời. Mua ngay nào, chúng tôi chỉ có một vài sản phẩm với mức giá cực hấp dẫn là 200 đô, gọi thôi. Mình thích cái đó, mình muốn mua ngay, mẹ ơi. Sao thế con, cái gì vậy? Có chuyện gì, con đau ở đâu? Nào, thôi dùm, sao vậy con? Mẹ xem tivi kìa, con thích cái đó. Hả, con đùa mẹ à, ốp gì mà 200 đô lận? Mẹ thấy chưa, xịn sò quá trời, con thích lắm, xin mẹ đó. Được rồi, con yêu, để xem mẹ còn bao nhiêu. Ý, mình muốn có ốp lưng Kỳ Lân quá. Mẹ mình giàu lắm, mẹ sẽ mua cho mình tận 2 cái cho xem. Không, 3 cái luôn. Hả? Ôi trời con yêu, con là mẹ hết hồn. Đây rồi này. Hình như mẹ sắp hết tiền mất rồi. Mình không mua cái ốp ấy cho con bé được. Đắt quá đi. Hả? Cái gì đằng kia thế nhở? Chắc được đó. Chào, cháu mua 2 cái. Kia mẹ. Đợi đây chút nhé bé con. Mẹ có kế hoạch rồi. Ok, mình có khuôn Kỳ Lân và chút keo resin ở đây. Phải rót đủ resin vào đây cái khuôn luôn nhé. Thế là xong, giờ mình chỉ cần để keo khô lại thôi. Lấy nó khỏi khuôn để xem nó thế nào nhé. Xinh thật đấy, giờ mình sẽ dán nó lên ốp với mấy hình còn lại. Hoàn hảo, con bé sẽ thích cái này lắm cho xem. Chị nào ơi, xem mẹ có gì cho con này, bất ngờ chưa? Wow, ốp điện thoại Kỳ Lân nè. Nhìn còn tuyệt hơn cái trên tivi nữa. Con thích lắm ạ, cái ốp này rất là cưng luôn. Hủ, khoan đã, trên tivi có gì vậy? Ốp điện thoại đã lỗi thời rồi. Giờ chúng tôi có tai nghe cực cute, nghe nhạc khi nhảy nhót cùng mấy cái tai nghe dễ thương nè. Wow, y như mèo bánh kem luôn. Ai biết được ngủ lại nhanh chóng biến thành trận chân gối. Tóc tố. Chả nhìn thấy gì cả. Tóc với tay, chán. Được rồi, khoan đã, chờ tớ tí. Có cái dây buộc tóc nào quanh đây không? Cái này cũng được. Từ từ đã. Tớ nhìn thấy chưa? Nhưng tớ cần nó hơn. Đưa đây. Đấy, cậu làm hỏng rồi nè. Nhưng có một cách còn hay hơn. Triển khai hộp kế hoạch B. Chúng tôi cần ngài giúp bút thần ạ. Sẽ thú vị lắm cho mà xem. Trước hết, chúng mình cần các đường lượn sóng. Rồi đóng lại nè, và tôi bên trong. Một chút nữa các bạn sẽ hiểu ngay. Dùng cọ trắng để vẽ các hình trái tim nhỉ. Đáng yêu quá đi thôi. Ok, một hình nữa. Đính thêm viên đá nhỏ để hoàn thiện món đồ. Tiếp theo, dính 2 đầu vào nhau.
và cài lên tóc bạn. Khỏi lo tóc vướng vào mặt nữa. Wow! Ôi! Trận chiến chính thức trở lại đây! Kẹo dẻo ngon tuyệt của mèo! À, này! Nhìn thấy gì đấy không? Bố giành được cúp đấy! Con tên lợi không có chứ? Tuyệt vời không hả? Con có ấn tượng không? Dạ có! Con đổ hết kẹo gấu dẻo vào trong nhá! Hả? Không! Ngon quá! Xem này! Đây là cách bố giật giải đấy! Giải thợ lặn xuất sắc! Bố là thợ lặn số 1! Oh wow! Con hiểu rồi! Ngờ thật đấy! Thực ra con đang chờ để đưa cho bố cái này nè! Wow! Mau quá, nhìn dễ thương đó! Con tự làm à! Thực ra làm cái này cũng dễ lắm bố! Con chỉ cần dùng một túi bóng nhỏ xíu và cho vỏ ốc xinh xinh vào trong! Sau đó, con dùng nhựa resin màu xanh nhạt, rồi cứ thế đổ vào trong túi có vỏ ốc thôi! Trông giống như nước biển vậy! Ok, vậy là đủ rồi ha! Và giờ con chỉ cần để nó cứng lại! Thế là xong! Tiếp theo, con chỉ bóc túi bóng ra! Và sau đó tất nhiên là gắn nó vào móc khóa rồi! Con làm ở góc trên và voila! Đã có thành phẩm! Như này, móc nó vào cúp trông rất hợp đấy chứ! Oh wow, cái cúp nhìn đẹp hơn hẳn con gái ạ! Đúng vậy, hôm nay là một ngày rất ý nghĩa với bố! Cảm ơn con gái dịu nhiều! Cô Tiên lấy mất bài tập của em rồi! Gì? Con bé vẫn nướng à? Nhưng xem mấy giờ rồi kìa, 7:30 sao? Con bé ngủ quên mất tiêu rồi. Tina, Tina ơi, con yêu, con phải dậy thôi, con sẽ muộn giờ đấy. Chỉ 5 phút nữa thôi mẹ. Ok, tại con ép mẹ đấy nhé. Tina, ra khỏi giường mau. Woo, mẹ quẩy cho con nghe nè. Sao ồn ào thế không biết? Hả, ai đấy? Chào buổi sáng cục cưng, đến giờ đi học rồi. Ủa, sao cơ? Sao hả? Con nhìn đồng hồ kìa, đã 7:30 rồi. Thời gian biểu rất rõ ràng luôn, con phải dậy lúc 7 giờ mà. Dạ phải, thời gian biểu, đi học và tùm lum tùm la. Đúng rồi đó bé yêu, nào dậy đi, con phải lên đồ nữa. Mẹ thôi mà, con lớn rồi, con tự mặc được, con có phải em bé đâu. Con xinh quá đi, như công chúa vậy đó. Con thích bộ này lắm ạ, cảm ơn mẹ. Ôi trời, tóc con, chúng ta phải làm gì đó ngay và luôn. Ngồi yên nhé. Không, mẹ ơi, đừng lấy mấy cái lược đáng sợ đó chải cho con, đau lắm mẹ. Chà, chúng ta phải làm gì về tóc con chứ? Chờ chút nào, có lẽ mẹ biết cách chế ngự mái tóc của con đấy nha. Mẹ có ý này, đợi xíu nha con yêu. Ok, mình có khuôn làm kẹp tóc này, đến lúc cho kẹo nớt vào rồi. Mình sẽ cho kẹo vào khuôn và giờ là kẹo resin này. Hãy dùng resin trong để có thể nhìn thấy kẹo nhé cả nhà. Phải đảm bảo để kẹo được phủ keo hoàn toàn và khuôn được đổ đầy keo resin nữa. Đấy, vậy là xong rồi. Mình chỉ cần thêm kẹp vào và để keo khô thôi. Lấy khỏi khuôn được rồi đó mọi người. Nhìn cứ bị đáng yêu ấy. Bé con, xem mẹ có gì dành cho tóc con này. Kẹp hình kẹo đó. Mấy cái này làm từ kẹo nớt đó à? Wow, thích quá đi. Chính xác luôn. Con cầm đi, để mẹ chải, rồi mình kẹp lên tóc con nha. Giờ dùng kẹp tóc nào? Một chiếc ở bên này và một chiếc ở bên kia. Tuyệt, con có kẹo trên tóc nè. Xịn sò quá, con cảm ơn. Có gì đâu, và con xinh lắm luôn ấy. Ôi không, mẹ phải đưa con đi học thôi. Nào nào, nhanh chân. Xin lỗi, cho tớ lấy đồ trong tủ của tớ với. Dị thế, đứng ngay đây để học là sao? Ôi, chuông reo rồi. Váy mình bị bắt vào tủ rồi hả? Kẹt chặt quá, kéo hoài không được. Phải giật mạnh mới ra. Rồi lại văng cả váy mất. Tôi không dại mà làm thế. Lỗ to bự quá. Mà khoan đã, đúng rồi, bút 3D. May mà mình có mang bút này đi học. Mình sẽ vẽ một hình nhỏ đáng yêu xung quanh cái lỗ trên váy. Rồi tô vào bên trong. Phải che hết cái lỗ mới được. Ổn rồi, sang màu khác nào. Và che cả phần này của lỗ nữa. Đó, che được cái lỗ rồi. Thêm chi tiết nào. Tô cả vào đôi tai nhỏ nè. Và đến đôi mắt bé xíu. Không thể quên mũi và miệng. Con cáo này kinh xỉu luôn. Lỗ được che rồi và váy thì siêu dễ thương. Cảm ơn bố mẹ ạ. Nào, hai đứa mau ước đi. Vâng ạ. Mong là thành sự thật.
Và bố có món quà cho hai đứa này. Từ từ. À phải, anh chỉ có thế này thôi. Anh đùa em đấy à? Xin lỗi các con. Không sao mẹ ơi, ít ra mình còn có bánh. Phải có cách gì chứ. Em nhìn thấy quảng cáo này. Nhưng em quý nhất mái tóc mà. Chỉ còn cách đó thôi, tóc sẽ mọc lại thôi. Vì con em làm được hết. Không được đâu em. Cảm ơn em nhé. Các con đừng lo, không sao đâu. Quà ạ. Chúc mừng sinh nhật. Sinh nhật năm nay tuyệt dã man. Con xin ạ. Không biết có gì trong này nhờ. Như vậy là ổn rồi. Nhìn các con vui chưa kìa. Làm gì cũng đáng. Wow, bút 3D thần thánh. Còn em được búp bê. Đúng đồ chơi em thích nhé. Con cảm ơn. Các con vui là được. Đi dạo một chút nào búp bê ơi. Anh có ý này. Dùng bút 3D để vẽ các đường ngang và mỏng. Cứ tô đến cuối tờ giấy, cho đến khi được hình như thế này. Sau đó, vẽ một đường xung quanh hình này. Khi đã xong, tạo các hình nhỏ hơn, như vậy này. Dính chúng vào nhau là em đã được một chiếc ghế rồi. Vừa vặn cho búp bê nhá. Có lẽ búp bê sẽ muốn ngồi nghỉ sau khi đi dạo đấy. Anh tốt bụng quá, em cảm ơn. Tuyệt vời ông mặt trời. Cho búp bê thưởng thức bánh này. Anh trai của em là số 1. À, chạy đi. Tụi mình ướt như chuột lột rồi. À, phiêu, hình như là hết mưa rồi. Tạ ơn trời. À, mưa to thế nhở. Thôi xong, bàn cờ của tớ hỏng hết mất rồi. Không hiểu sao có thể như vậy được hả trời. Nghe này, ngồi đây nhé. Đợi tớ một lúc. Chán ghê. Được, gần như sẵn sàng rồi đấy. Phải mặc đồ bảo hộ cái đã. Găng tay đã đeo. Bắt đầu tiến hành thôi. Mình đã chọn ra khuôn này. Và giờ mình sẽ cho kim tuyến vào hỗn hợp. Ok, giờ thì đổ hỗn hợp vào các khuôn ở đây. Vừa vừa thôi nha. Tiếp tục trộn các thành phần. Thêm sắc đỏ vào cho hỗn hợp. Và dĩ nhiên là thêm kim tuyến. Ok, tốt lắm. Giờ thì đổ nó vào khuôn thứ hai ở đây. Hoàn hảo, mình sẽ để chúng cứng lại. Và thế là xong rồi. Chuẩn, tách ra luôn và ngay. Tuyệt vời ông mặt trời. Mình chỉ cần làm thêm nhiều ô nữa thôi. Bắt đầu thành hình rồi đấy. Nhưng giờ mình lại cần một hỗn hợp trong suốt. Độ đặc này ở mức ổn đấy. Vậy thì đổ vào khuôn bự luôn nào. Phải đổ lên toàn bộ hình vuông và phủ kín các ô vuông nhỏ mình vừa mới làm. Nhưng cũng đổ một lượng vừa phải thôi. Ok, góc nào cũng được phủ kín rồi. Còn một góc này. Yes, xong. Ôi trời ạ, nhìn mà xem. Đẹp dã man. Này, đừng có buồn nữa. Tớ làm bàn cờ mới cho cậu đấy. Cậu tự làm á? Cho tớ á? Wow, nhìn đẹp và dễ thương quá. Này, cậu có muốn chơi không? Mình không thích kiến. Ơ, gì vậy trời? À, báo thức. Đã đến giờ dậy rồi à? Điện thoại đâu rồi ta? Ok, tắt báo thức đi thôi. Ơ, cái gì vậy trời? Điện thoại của mình lại biến đâu rồi? Đây rồi, hóa ra là ở dưới chăn. Mệt nhất là buổi sáng đấy. Điện thoại đâu nữa rồi? Gì kỳ vậy? Sao điện thoại dính trên tóc mình được? Lúc nào cũng lạc mất điện thoại. Ước gì mình gắn nó ở đây được nhỉ? Mà được chứ sao không? Lại triệu hồi bút 3D thần thánh nè. Ok, mình sẽ bắt đầu với những đường này. Giờ thì vẽ các đường ngang và dọc. Đó, làm xong cái lưới rồi. Trông giống bánh quế quá ha. Sang màu khác nào. Vẽ giống khung vừa nãy chỉ là nhỏ hơn thôi. Ổn rồi, xong thêm một khung nữa. Lại vẽ màu khác nè. Và cái này còn nhỏ hơn nữa nha. Bây giờ ghép hết lại với nhau. Đủ tất cả các mảnh đây rồi. Đẹp ghê, để thử nghiệm coi sao. Cực vừa vặn cái giường của mình luôn. Cả điện thoại nữa. Một ngày mới lại đến. Còn điện thoại thì ở ngay đây. Chuông reo rồi, phải mang vào lớp thôi. Váy của mình bị mắc vào tủ. Thôi nào, đang vội mà còn bị thế này. Đã bảo bỏ ra mà. Không. À phải, chìa khóa. Đâu đây thôi? Đâu rồi ta? Chắc mình để trong túi rồi. Mình nhớ rõ ràng đã bỏ trong đây rồi mà.
Ôi kìa, hơi bị bực đấy nhá. Mình không tìm thấy mới điên chứ. Khoan, mình có cách rồi. Nhào vô nè. Xem nào. Tú bim bim. Sai. Phải vào sâu hơn thôi. Đây rồi, đã tìm thấy. Ôi, mệt cả người. Mất công ghê á. Được rồi, cuối cùng cũng mở được tủ. Khoan, mình nghĩ mình có ý này hay hơn. Mình có bút 3D và sẵn một hình trái tim nhỏ mới vẽ. Chỉ cần tô xung quanh điền. Tuyệt, rồi tô hết bên trong nữa. Đây là phần mình thích nhất khi vẽ với bút 3D. Vẽ các đường dài thế này đã tay ghê. Mình muốn trái tim phải thật đẹp nên không được để trống chỗ nào. Được rồi, hoàn thành trái tim. Bây giờ thêm móc khóa vào một đầu. Bút 3D sẽ giúp cố định cái móc. Đó, hoàn thành và dùng luôn được rồi. Trông dễ thương quá. Và phần hay nhất là không lo mất chìa khóa nữa. Oh wow, trời nổi gió to rồi. Sắp bão hay sao ấy nhỉ? À, mũ của mình. Quay lại đây nào. Whee! Đây là chuyến đi vui nhất quả đất đó. Ồ, chắc em mũ ấy chẳng quay lại đâu. Chà, ít ra thì mình cũng mua được đủ đồ dùng. Cắt quả dưa hấu này ra xem ngon không nào. Đỏ tươi, nhìn là biết ngon rồi. Mùi như mùa hè vậy. Ý, mình nghĩ ra trò này hay lắm. Mình sẽ úp nửa trái dưa này xuống và lấy bút 3D ra. Vẽ một đường dọc theo vỏ và xuống bàn luôn. Đó, vẽ hết cả nửa trái này luôn. Và mình sẽ tô mấy hình tam giác này. Mình thích tô màu cho đồ vật lắm. Vui dã man. Xong rồi nè, mình đã tô hết được nửa quả dưa. Trang trí vài bông hoa nhỏ xinh nữa nè. Thế là xong, hoàn thiện rồi. Yay, dưa hấu giúp mình làm một cái mũ mới nè. Đáng yêu quá đi, thích mê luôn. Mình sẽ thắng ván này. Nghỉ chút đã vậy. Nhìn màn hình lâu buồn ngủ ghê. Thú vị ghê đó. Gì vậy trời? Không phải con mèo chứ? Kính của Madison. Ôi, con bé sẽ giết mình mất. Mình đúng là cái đồ mông nặng. Mà không sao. Chiếc bút này sẽ khắc phục mọi thứ. Trước tiên, tôi viền mắt kính như thế này. Rồi kéo xuống phần rìa. Cứ tiếp tục cho đến khi bạn tô hết rìa. Trông quen quen chưa nè. Giờ bạn chỉ cần nối mọi thứ lại thôi. Rồi đến phần gọng kính. Và xong nè. Nhìn đẹp phết đó chứ. Từ từ. Từ từ. Suýt thì tòi. Kính đúng cỡ cậu luôn. Mình ngủ mà vẫn đeo kính à. Ui trời. Hả? Lạ thật. Thành công. Chàng pháo tay nhỏ xíu 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 nè. Trò này lúc nào cũng vui luôn. Nhìn đống này xem. Còng tay á. Sao lại có thứ này ở nhà mình có chứ? Thôi kệ đi. Mình mua cái quần này khi nào ta? Cho đi luôn. Sơn móng tay. Chẳng cần nữa. Thùng này đầy rồi này. Xong xuôi rồi. Con gì chết vậy trời? Chợp mắt xong thấy khỏe cả người. Thêm đồ à? Xinh nha. Nhưng vẫn chưa đủ. Có gì trong này vậy ta? Wow. Chán chưa? Sơn móng tay hả? Xài cái này cũng được đấy nha. Làm móng chuyên nghiệp nào. Nhưng không phải kiểu bạn quen thuộc đâu. Lần này chúng ta sẽ trang trí ngón tay. Bạn thấy giải sơn đó không? Để đó cho khô đi. Rồi đưa vào hơ đèn UV này. Cũng không lâu lắm đâu. Giờ thì kéo nó ra và bắt tay vào trang trí nào. Cọ đầu nhỏ. Vẽ xỉu dễ luôn. Trái tim nhìn cũng muốn xỉu ấy trời.
sẽ mất khoảng 1 phút đấy, nhưng bỏ công mà. Đó, giờ bạn đã có nhẫn rồi, 2 cái luôn. Chỉ thở bằng miệng thôi. Hả? Hết sảy con nhà bà Bảy. Nhẫn kia nhìn đẹp dã man con Ngan. Đầy á, bán lại cho em nhé. Đưa tiền đây. Nhẫn trước. Thôi được rồi. Yay! Dầu to rồi. Thôi, rửa là được. Gì cơ? Mấy cô muốn mua thêm nhẫn á? Thật tuyệt khi được về nhà. Hôm nay mệt xỉu luôn. Hả? Chìa khóa nhà đâu ta? Cái này là sao má? Không phải khóa. Không phải. Không, không, không phải luôn. Cái gì vậy? Mình không có khóa rồi. Mở cửa cho con. Con muốn vào nhà mẹ ơi. Mình thích bài này nhất. Hả? Ai đang đập cửa thế nhở? Hình như ngoài cửa có người thì phải. Bó tay thôi. Úi. Chào mẹ. Ava con yêu, chuyện gì vậy con? Chờ chút, đợi con ngồi dậy ạ. Xin lỗi, con mất chìa khóa ạ. Mẹ hiểu rồi, bực mình thật ha. Để mẹ xem thử xem nào. Có lẽ nó rơi ra lúc con mang giày á mẹ. Hay là con lại làm rơi vào toilet như hôm nọ. Mình phải xem dưới giường mới được, đồ hay rơi xuống đó lắm. Chả, hay là ở trong nhà bếp nhở? Có khi ở trên tủ bếp cũng nên, hay ở đây ta? Không. Không phải chìa khóa của mình mà là một thanh sô-cô-la ngon tuyệt. Xin nhé, thế nào cũng ngon xỉu luôn. Không có nè. Hả, tiếng gì vậy ta? Chào mẹ, mẹ ăn sô-cô-la không? Không đâu con, mẹ ổn. Mà này, chờ chút. Chìa khóa treo ngay trên ba lô của con bé luôn kìa. Ava. Ôi, mẹ tìm thấy rồi. Phần thưởng của mẹ là một tí sô-cô-la ạ. Ái chà, cảm ơn con. Cái này là mình nảy ra một ý. Mình đã cắm một cái móc vào miếng sô-cô-la rồi đây. Giờ chỉ cần nhúng nó vào keo resin thôi. Rồi biến nó thành cái móc chìa khóa. Vậy là con bé sẽ không làm mất nữa. Ava ơi, xem mẹ có cái gì cho con này. Wow, mẹ làm cho con móc khóa sô-cô-la đó ạ. Con thích lắm. Nhưng mà con thích sô-cô-la thật ăn được hơn cơ. Chà, không có gì đâu con yêu. Tuyệt, lại vừa nhảy vừa nấu ăn thôi. Điệu nhảy này vui quá. Chung cửa kìa, để tớ mở. Đang nhảy hăng mà. Nhìn này, là một kiện hàng. Ui, Crocs tớ mới mua đấy. Trông đẹp quá, thích quá đi. Wow, ghen tị thế. Của tớ thì chán như con rán. Này, chắc tớ sửa được đó. Tớ vẽ một bông hoa nhỏ xinh. Và giờ là lúc dùng đến bút 3D thân thiết. Xong 2 cánh hoa rồi, tô nó thôi. Tớ thích tô kiểu qua lại. Và thế là xong. Giờ tớ sẽ dùng màu vàng để tô vào giữa. Dễ thương quá. Tiếp theo, một trái dâu tây. Tớ sẽ tô viền màu đen trước đã. Trông ổn đấy. Giờ thì đến phần cuống xanh. Và tất nhiên màu đỏ mọng trước quả. Chắc chắn sẽ dễ thương lắm. Và xong. Tiếp theo, ngôi sao. Tớ còn chẳng cần vẽ trước với hình này. Tớ sẽ tự vẽ đường viền trước. Màu vàng này sẽ khiến ngôi sao tỏa sáng lấp lánh. Xong rồi nè. Giờ thì lấy dép của bạn ra. Tớ sẽ đặt ngôi sao ngay đây. Đặt hết các hình kia luôn. Chà, tuyệt vời ông mặt trời. Phải đi thử mới được. Ôi trời ơi, không thể nào cưng hơn được nữa. Cậu làm giỏi lắm Kate ơi. Chà, đây, cho cậu một hình. Cảm ơn nha. Muốn xem thứ gì đó siêu ngầu không? Xem tớ còn làm gì này. Truyền vào phía trên để khiến đôi dép trông như mới. Tớ đã dùng bút 3D để tô viền dép. Đẹp quá. Phải, nhảy tiếp thôi. Chúng mình có thể khoe dép mới luôn. Đêm này là một đêm trọng đại. Nách mình sao? Dùng cái này khử mùi nè. Xong nhé. Chắc em ấy cũng sắp tới rồi. Đến lúc rồi. Vào đây nhé nhẫn ơi. Em ấy đến rồi. Bé ơi. Dạ. Anh yêu ơi, hôm nay em vui lắm luôn á.
Em đói bụng không? Ăn bánh trước đi. Dạ được, hôm nay ở công ty... Ôi, thôi chết, em nuốt luôn rồi sao ấy? Dạ. Em không thấy cái nhẫn à? Anh bỏ vào trong bánh á? Thôi chết cha. Không, vòng cổ của em. Dạ. Không có gì đâu, chờ anh chút. Chúng ta có máy là tóc này, bọc dây nến vào máy và cho hạt vào bên trong. Nhấn. Wow, tuyệt. Giờ thì bóp ra cả mảng. Rồi quấn xung quanh bút lông, nó cứng lại rồi đấy. Daddy. Dạ. Liệu em có biến anh trở thành người hạnh phúc nhất không? Làm vợ anh nhé. Sao? Dọn dẹp nhà cửa nào. Ủa, từ từ đã. Trời ạ, đồ của mình lộn xộn dễ sợ. Mở hộp nữ trang luôn xem nào. Rối tùng phèo vào nhau rồi. Chắc phải ngồi gỡ đống này ra thôi. Hello. Làm gì đấy? Cậu nhìn nè, trang sức của tớ rối hết lên. Ừ ha, thế để tớ ở đây nói chuyện cho cậu bớt chán nhé. Này, giơ tay lên như vậy hộ tớ với. Cảm ơn nhá, tớ sẽ đeo vòng lấy các ngón tay của cậu. Wow, cậu có nhiều nữ trang thế. Cậu nên sắp xếp gọn gàng hơn ấy. Triệu hồi bút 3D nè. Trước tiên tớ sẽ vẽ một hình bầu dục, cứ tiếp thế cho đến khi miếng này dày lên. Tới và lui, và tới và lui. Ổn áp đấy, giờ vẽ thêm vài hình tròn ở trên đỉnh nhé. Xây lên thật cao là cao nè, cứ xoay đều nha. Tốt, thế là xong một cột, tiếp tục sang cột thứ hai nè. Xong rồi, và ngón cuối cùng cũng đã xuất hiện. Wow, bàn tay dễ thương ghê. Này, xem tớ làm cho cậu cái gì nè. Nhìn nhớ, trang sức được xếp ngăn nắp rồi. Wow, tuyệt vời ông mặt trời. Tớ có thể đặt tất cả trang sức lên đây. Và cũng vui cực nhé. Gọn gàng hẳn ra. Chị đã sắp xong chưa ạ? Nói chung cũng gần xong rồi. Tuyệt. Khoan. Mẹ sẽ nổi đóa lên khi nhìn thấy hình xăm này cho xem. Hello, sao lại thẫn thờ thế hả? Xin lỗi ạ, em đang hoảng ạ. Được rồi, hít sâu nào. Em cảm ơn. Mà chờ chút. Có ý hay rồi đây. Lấy một khuôn cao su như thế này và nhồi kẹo gấu dẻo nhiều màu vào. Tớ sẽ dùng nhiều màu khác nhau luôn. Cứ nhét kẹo gấu xung quanh vòng nhé. Rồi cẩn thận đổ keo epoxy lên trên gấu. Đổ đầy luôn nha bà con. Vậy là đeo được rồi. Dễ thương muốn xỉu luôn này. Và che hết hình xăm luôn này. Yên tâm rồi. Xăm đã rồi che đi sao? Thử tùy em. Con về rồi à Betty? Vâng ạ. Hả? Con xăm à? Hình nhỏ dễ thương đấy. Nhưng nhìn của mẹ này. Đó. Mẹ là số 1 ạ. Mẹ nào con đấy mà. Ôi, mẹ mua cho mình quá trời đồ xinh. Con bướm xinh quá hợp luôn. Nhưng một ngón thôi chưa đủ. Đeo đủ 10 ngón mới đã chứ. Trông đẹp thật luôn đó. Còn mình thì sao? Mình tự làm chiếc nhẫn nhỏ. Tự tin khoe cá tính nè. Nhưng mà hơi lố. Cái này thì sao? Mình hôm mới đeo thử. Khoan đã. Mình hiểu rồi. Tất nhiên. Tớ có trái tim nhỉ? Tô viền trái tim bằng bút keo nhé. Tớ chọn màu đỏ. Giờ tô hết bên trong. Tiếp theo là vương miện. Chắc là hợp với nữ hoàng. Bông hoa xinh chưa nè. Bạn có thể dùng nhiều màu sắc tùy ý thích nhé.
tô cát cánh hoa nào. Quá đẹp luôn. Bạn có biết đây là gì không? Là phụ kiện bạn đeo vào ngón tay ấy. Lúc nãy tự mình làm trái tim rồi. Nhỏ một chút keo ở đây và dính chiếc nhẫn lên trên. Nhìn xem, tự làm trang sức nhé. Dễ cưng ghê. Mình khéo tay phết đó. 4 chiếc nhẫn tự chế nha. Hả? Nhẫn ở đâu xinh vậy? Đưa cho tớ. Nhẫn này có 102 luôn nhỉ? Ồ, cho tớ thử cái này nha. Xinh quá đi. Chị em nhẫn. Ok, đến lúc vẽ rồi nè. Mình cần đất sét á. Tuyệt, rồi này, mình sẽ bắt đầu với màu này. Và màu này nữa. Màu nào mình cũng thích hết. Wow, đây là bức tượng tuyệt nhất mình từng làm á. Chú Kỳ Lân này đỉnh ghê. À không, đây là công chúa Kỳ Lân. Ok, giờ mình phải dùng dụng cụ để tạo ra các chi tiết. Con yêu, mẹ biết con đang học chăm chỉ, nhưng mà có snack nè. Bánh kem mini cho con đấy, con thích không nào? Tuyệt quá, con xin. Khoan, sao mình lại có bánh kem ạ? À, đương nhiên, là tại hôm nay rất đặc biệt chứ sao nữa. Ngày của mẹ đó. Ngày của mẹ ạ? Ôi không, mình quên mất tiêu. Mình chưa có quà tặng mẹ nữa. Mình phải làm gì đó thôi. Mình nên làm gì ta? Ừ, mình chỉ có mỗi đất sét nè, giấy nè và bút chì màu á. Khoan, hay là mình làm quà cho mẹ. Mẹ sẽ thích lắm đây. Được rồi, mình làm một miếng dưa hấu nhỏ xíu này. Mẹ thích món này nhất. Giờ mình cần sơn chút keo resin lên để bảo vệ miếng dưa á. Như vậy thì đất sét sẽ không bị nứt ra và sẽ cứng cáp. Nhìn này, tớ sỏi ẻm và dây chuyền á, đáng yêu ghê. Đến lúc tặng quà cho mẹ rồi. Mình phải thừa nhận, ngày của mẹ cũng hơi bị chán ấy. Mẹ ơi, đoán xem ai này. Con yêu Tina phải không? Chuẩn ạ, chúc mừng ngày của mẹ. Con làm quà tặng mẹ này. Trời đất ơi, không ngờ con lại làm cái vòng cổ này đấy. Còn mẹ thông minh ghê, mẹ thích lắm á. Mẹ sẽ không bao giờ tháo ra luôn. Cảm ơn Tina nhiều. Hôm nay chính là ngày lễ của mẹ tuyệt nhất đó. Móng tay sáng bóng nè. Màu đỏ hồng đó. Mà ai cần ra salon cơ chứ. Ôi thôi, thế là xong. Mình hậu đậu quá. Ôi trời, tẩy dần móng tay ngay thôi. Sạch đi mà. Vẫn còn hả? Phải dùng tới biện pháp mạnh rồi. Rồi xem nhé. Chán như con rắn. Úp này hết thuốc chữa rồi. Hoặc mình chỉ cần sáng tạo một chút. Khéo tay hay làm nào. Mình sẽ tự làm úp mới với chiếc bút keo tiện dụng này. Trông giống cái úp chứ vậy ta. Đừng quên các cạnh nhé. Bạn có thể tạo mọi màu tùy thích. Màu vàng hợp với quần áo mình nè. Alo bồ hả? Sao lại thế nhỉ? Mình phải đọc tiếp thôi. Ok được, cũng hợp lý, mình hiểu rồi. Sẽ ra sao nếu... Ow! Đau quá! Ow! Lớp mình ngồi lại á? Ôi trời đất! Ok ok, bình tĩnh nào, đây sẽ là cơ hội tuyệt vời cho mình. Đi vào trong nào. Úi, mẹ ơi! Tuyệt vời ông mặt trời! Trong phòng này ai cũng cháy khét lẹ luôn. Mấy người kia đang xăm ở góc cuối lớp. Và người đó thì có guitar. Ngầu quá. Tiếp tục đi. Hình xăm này chất như nó cất. Nhìn đã thấy đau rồi. Mong là họ đã khử trùng cái kim. Nhìn chị ấy có vẻ sẽ thân thiện đấy. Lấy đâu ra. Cuối vật tay thắng anh chàng kia cứ mổ luôn. Ôi trời đất. Cuối thực ra là giáo viên. Hả? Quyết định trang phục. Yêu cầu là gì nhỉ? Để xem nào. Đeo khuyên. Thật nhiều khuyên. Phải làm sao bây giờ? Mình không đủ ngầu ở lớp này. Nhưng mình đã làm xong bài tập về nhà. Ủa? Chờ một chút. Cái kẹp giấy. Ôi là la, mình có thể dùng cái kẹp giấy đó. Được rồi, mình sẽ cần vài cái kẹp giấy để thực hiện. 4 chắc là đủ rồi đấy nhỉ? Và giờ mình sẽ cần một cây kim. Mình sẽ lồng các vòng nhỏ mình mới làm vào môi và mũi. Giờ thì hãy đổi quần áo và tóc tai thôi. Đã đến lúc giới thiệu bản thân với cả lớp một lần nữa. Ngầu quá. Mừng cậu nhập hội nhé. Quậy lên, người anh em. Nhìn khuyên trên mặt cậu ấy kìa, đỉnh quá. Mình mê mất rồi, hành động ngay thôi.
Này, yeah, hết giờ đã rồi làm gì làm. Ok vâng, nhưng này, lại ngồi cái bàn kia cạnh anh nhé. Cái này ổn đấy, mời vào trong, chơi vui vẻ nhé. Oh, không được, quần áo như vậy thì mời về. Em không thấy biển báo à? Dress code nghĩa là phải mặc váy đấy cô nương. Xin mời đi cho, tạm biệt. Chán như con rán, mình có biết gì đâu. Phải làm gì bây giờ ta? Kìa, bút 3D của mình. Chuẩn, cái bút này sẽ giải quyết vấn đề của mình. Muốn rụng cái tay luôn rồi. Buộc nốt giải duy băng nữa là ngon lành cành đào. Tuyệt, vậy mới là váy xinh chứ. Anh gì ơi, em quay lại rồi. Wow, váy này đẹp phết đó nha. Chà, ổn đấy nha. Như vậy là phù hợp với dress code rồi. Chúc quẩy vui vẻ nhé cô gái. Wow, váy của cậu đẹp quá đi. Cảm ơn nhé, tớ tự làm đấy. Club này cháy quá bà con ơi. Hả? Mình quên ở nhà rồi sao? Cái này từ 5 năm trước rồi. Nhưng mèo mỡ còn hơn không? Cậu cướp viện bảo tàng hay gì vậy? Thôi thế là quá đủ rồi. Chiếc bút đặc biệt của mình. Phun đều hai lỗ và mình đã có tai nghe mới toanh. Đó. Thế này mới chuẩn nè. Âm nhạc nghe đỉnh hơn nhiều. Lại là một thủ thuật khác với bút. Wow, bánh quy thơm nức mũi luôn bà con ơi. Bạn ấy kìa, ôi trời đất, bạn ấy xinh điên đảo. Mình mê mẩn mỗi khi bạn ấy xõa tóc kiểu chuyển động chậm và có mắt kính tôn lên vẻ đẹp quyến rũ kia. Chắc chắn bạn ấy có thể đứng 20 trên 20. Chào cậu, cậu có muốn ăn thử bánh quy của tớ không? Ừ được, cảm ơn cậu. Ngon thật đấy. Nè, cậu cũng cắn một miếng đi. Nếu được thế thật thì còn gì bằng. Phòng này đâu ta? Được rồi, ghi điểm với nàng nào. Mình làm được mà, mình làm được mà. Sẽ ổn cả thôi. Ôi không. Ow, mình ngã đau quá. Ngã lên cái gì vậy? Khuôn cắt bánh quy. Wow, người đâu mà đẹp dữ. Thực ra mình mới nảy ra một ý hay cực. Mình sẽ dùng hai khuôn cắt bánh quy hình trái tim để tạo một trái tim. Đây rồi nè, và giờ mình sẽ phun vào giữa. Mình sẽ dùng cái xi lanh nhỏ này cho sạch và gọn. Vậy là xong, đèn ruby sẽ giúp nó khô nhanh hơn. Nhưng mình cần kim tuyến đã. Những trái tim nhỏ và sao cùng các bông hoa này dễ thương xỉu. Và giờ mình sẽ xếp một cái chồng lên trên. Xuất sắc. Tớ làm móc hóa cho cậu nè. Wow, cậu làm cho tớ sao? Tớ thích lắm. Chuyện đụng hàng là khó tránh khỏi trong lớp, nhưng hóa ra lại có chút vấn đề. Bye bye. Hemingway quả thật tài ba. Gì đấy? Mình đâu có mang thứ này. Có cổ vũ gì đâu. Đó là cặp của mình sao? Mà nhờ thế mình lại nghĩ ra hay. Vẽ tên bạn và tô viền ngoài bằng bút keo. Mình chọn phong cách chữ vui nhộn bong bóng. Chọn màu bạn yêu thích nữa nha. Đừng quên các điểm khuất. Giống như của anh chị E. Rồi đến phần tô màu nè. Đưa bút theo các hướng khác nhau để tạo hình chữ. Hoặc tạo nét rõ ràng dễ nhìn hơn. Tô viền và luồn dây xích. Để xem ai còn cầm nhầm cặp được nữa. Hả? Không phải tên mình mà. Madison. Suýt thì nhầm nhọt à hả? May có thể tên xinh xắn. Cơ, mình quên mất sinh nhật mẹ rồi. Còn đồng nào trong ví không ta? Cũng không luôn. Chắc mình phải còn chút tiền nữa chứ nhở. Chuẩn rồi, mua sắm thôi. Có mua nổi điện thoại không ta? Hay xe hơi?
một bông hồng thì sao nhở? Cảm ơn, hẹn gặp lại quý khách. 2 đô thì mua được gì ạ? Chị mới bán bó hoa cuối rồi. Chán thế. Chị còn mấy cánh hoa rụng này. Thật ra có cách rồi. Đừng vứt cánh hoa rụng đi nhé mọi người. Hãy sơn một lớp sơn phủ trong suốt lên, rồi để dưới đèn UV. Khô rồi, vậy là mình có thể đính móc bông tay này vào. Đẹp nhở? Cưng xỉu luôn. Mẹ. Ồ, mẹ đi à. Còn có thứ này cho mẹ này. Con gái ngoan của mẹ. Đẹp quá đi mất. Đúng là có 102. Cảm ơn con yêu. Mẹ yêu con. Bán hàng mới nào mọi người. Trang sức đây. Hàng mới ra lò hot hòn hot đây. Wow. Thần tình yêu đã nghe theo lời nguyện cầu của mình sao? Tóc ổn chứ nhỉ? Anh ơi. Bụi bẩn đầy miệng rồi. Và tóc mình. Có lốc xoáy hay gì vậy hả trời? Mà khoan, mình có cách để khắc phục tình trạng này. Xin chào người bạn cũ. Tôi có chiếc bút nè. Kéo keo ra để quấn vào bút. Cứ tiếp tục. Và khi keo khô tháo ra khỏi bút. Trông nó giống một cái là sao nhỉ? Nhỏ chút keo lên một đầu. Và dính 2 đầu lại với nhau. Ta-da! Không là tóc rối nữa. Tiếp tục nào. Đằng ấy ơi. Wow, chào em.